Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem một cái nghề làm nhang truyền thống ở chỗ mình nè các bạn. Đây nha. Thì bây giờ mình đi vô, mình hỏi thử cái anh làm nhang này xem cách làm nhang và thu nhập như thế nào nha các bạn nha. Đây. Đây các bạn. Chào anh. Nay lại đây học hỏi người làm nhang của anh. Giới thiệu cho bà con biết đồ. Đây nè các bạn. Đây là cách của người ta làm nha. Thì mình làm cái này á là làm sao anh? Cái này nói chung ra làm cũng dễ thôi, cái này là toàn tính là máy móc nó chạy không à, chứ mình đâu có làm gì đâu. Chủ yếu là mình ngồi mình canh, mình ngồi mình canh nhang với mình đổ nhang hốt này kia thôi chứ đâu có làm gì đâu. À. Đó. Này là máy móc nó chạy không à. Rồi làm cái này là làm sao anh, làm cho bán như thế nào anh? Cái này mình làm mình bỏ mối cho người ta. Có nghĩa là mình bỏ công ra mình làm cho bên kia nó bỏ mướn mình làm phải không anh? Cái này làm có dễ không anh? Bột đồ pha như thế nào anh? Thì bột nó có cơ bản hết trơn à, bột thì nó 8 kg bột, 1 kg lô 2 keo, màu thì 110g màu, thì trộn lại thì có nhiêu đó, có 11 kg lô nước. Là bên kia người ta cung cấp hết luôn? Không không, mình đấy mình pha bột để mình đánh bột cho rồi. Nhang nè. Đó là pha bột là mình tự pha. Tự pha tự làm nó cái máy trộn bột đó. Nào, để mình quay cho các bạn xem cái máy trộn bột nha. Đây các bạn. Máy móc này là mình đầu tư nhà ha anh? Đúng rồi, mình đầu tư nhà. Rồi làm cái này là bên kia nó thu mua như thế nào anh? Cái này mình mới có làm, mình cũng không dành về máy nữa, để khi nào mà xong rồi mình mới biết được. Rồi anh làm này được bao lâu rồi? Mới làm chừng mười mấy ngày nay à. Là bên kia nó có lấy chưa? Bên kia chưa có thu nha. Rồi. Mình làm hết 5-3 bột đó rồi là mình mới người ta mới qua thu nha. Là một ngày là mình làm được mấy bao? Hay là tính ký? Một ngày thì mình làm tiêu chuẩn là được 1-3 bột đó. 1-3 bột đó là được 5 mẻ. Mẻ 8 kg là 5 mẻ 40 kg bột. Là mình cứ ước được là làm hết 1 bao đó là thu nhập được bao nhiêu không? Hết 1 bao đó là mình khoảng chừng được chừng 250.000. À. Là một ngày mình chạy 1 bao. Ngày chạy 1 bao hay như thế nào anh? Rất là đơn giản các bạn. Máy móc này là mình đầu tư khoảng bao nhiêu anh? Máy móc này mình đầu tư khoảng 1 triệu.
gần 10 triệu. À. Khoảng chừng 10 triệu là mình được cái máy. Mình lại có ngơ nên làm à? Có ai phụ nữa không? Có một người làm, hai người làm. Hai ngày có 200 mấy. À, ngày được 200 mấy. Mình cũng khỏe trong mát không ha? Cái này phơi lâu không anh? Cái này phơi đúng một nắng. Nắng gắt là mình phơi đúng một nắng. Hết bột rồi. Là sáng giờ mình làm được bao nhiêu ký bột anh? Là mình làm được 16 ký bột rồi đó, là được 2 mẻ rồi đó. 2 mẻ một ngày làm 4 mẻ. À, một ngày mình làm 5 mẻ. 5 mẻ. 5 mẻ được 200 mấy. Sáng giờ 5 mẻ là được 3 bột rồi đó, 8 ký. 8 ký, 8 x 5 40 là mình mang được 40 ký ngày. 40 ký bột á. Hiện tại thấy chỗ mình làm này cũng nhiều lắm anh. Này học hỏi đồ cũng dễ mà. Chủ yếu là đầu tư đồ. Mua cái máy này về là làm được rồi. Đây là tâm. Phơi tâm nha, tâm này á bên công ty nó cung cấp luôn. Đây. Công việc cũng rất là nhàn các bạn. Thì hiện tại chỗ mình á cũng cái nghề này đang phát triển. Khá là nhiều người đang làm cái nghề này á các bạn. Thì trung bình thu nhập một ngày 200 mấy một người làm cũng không có nặng nhọc gì lắm thì rất là khỏe các bạn. Đây thì hôm nay mình làm quay cái video này á lên cho các bạn nào mà muốn kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống thì có thể tham khảo cái nghề này nha. Tại vì hiện nay á có rất nhiều người thất nghiệp các bạn, dẫn đến tình hình là lừa đảo rất là nhiều. Có những cái người mà đăng tuyển trên mạng đâu các bạn, thu nhập ngày 300-400 đồ, rồi làm việc nhẹ đồ, không có đâu các bạn, đó là lừa đảo không à. Tại vì mình có nhiều người bạn bị lừa rồi, cho nên là họ chia sẻ với mình. Thì sẵn đây mình thấy cái nghề này hay hay thì sẵn nó quay lên cho các bạn xem tham khảo nha. Đây này các bạn, nhang này loại nhang ngắn, đây cái này đem cà phê tầm một nắng là nó khô rồi các bạn, xong rồi sắp lại vô bó là đủ số lượng của họ là họ tới họ lấy rồi họ trả tiền các bạn. Ông anh mình đang đem cà phê. Ngày bây giờ thì nó không có cực như ngày xưa nữa các bạn. Có máy móc được hỗ trợ. Rất là khỏe. Các bạn nào muốn tăng thêm thu nhập, thời gian rảnh rỗi đồ, hay là có không gian diện tích đồ hẹp, có thể làm được nghề này nha. Chỗ mình hiện tại thì có rất là nhiều người làm, có thể ổn định được cuộc sống đó các bạn.
Ngày 200 mấy cũng phải ha. Thôi xin chào các bạn nha, các bạn nào có thể nghiên cứu làm cái mô hình này thì rất là ok. Mình có gì hay mình quay lên cho các bạn xem. Chào các bạn nha.